Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của chúng mình ngày hôm nay. Việc đầu tiên mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người đó là khi mà các bạn là người mẹ bỉm sữa mà định cư Mỹ có con nhỏ như thế này thì cái việc đầu tiên các bạn sẽ gặp khó khăn đó là các bạn sẽ khó đi làm. Và cái chuyện mà khó đi làm á là theo kiểu nó dựa trên những yếu tố như sau. Thứ nhất là con các bạn chưa có gửi ở nhà trường được. Thứ hai là nếu như mà các bạn mới qua làm á, mà các bạn chưa có một cái công việc tốt á, thì cái điều mà làm cho các bạn theo kiểu là khi mà mình gửi babysit cho những người giữ con á, thì giữa cái việc mà các bạn đi làm mà cái thu nhập nó không tốt mà các bạn gửi con nữa á, thì cái đồng tiền các bạn nó sẽ không có dư. Mà nếu như những cái người mà yêu con quá thì họ sẽ không có đi làm mà họ sẽ ở nhà trông con, là việc đầu tiên. Việc thứ nhất nó sẽ diễn ra nếu như các bạn là một sanh con cho một người chồng cực kỳ yêu thương con mình, thì cái việc khó khăn của các bạn đầu tiên đó là rất khó đi xin việc làm. Và theo kiểu là không phải là mình xin người ta không nhận, mà vấn đề ở chỗ là mình không có tìm được cái công việc nào đó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình hiện tại. Việc kế đến đó là các bạn biết là gì không? Là cái người mẹ bỉm sữa là sẽ rất dễ trầm cảm nếu như các bạn là những người mới qua đây và khó hòa nhập với cuộc sống Mỹ hơn những cái người độc thân, độc lập. Vì lý do tại sao mình lại nói như vậy? Đó là như vậy các bạn. Khi mà các bạn qua đây, các bạn đã thay đổi cái môi trường sống rồi và các bạn đang là một con người mới cần phải học hỏi rất là nhiều, nhưng mà bù lại cái thời gian các bạn lại không có, các bạn phải dành cho con mình quá nhiều. Và tiếp đến nữa là khi cái người phụ nữ qua đây á, lúc đầu là họ đã có những cái ví dụ như đi đứng công việc này kia nọ, mọi thứ họ đã có tất cả rồi, nhưng mà khi qua bên đây họ phải làm lại từ đầu thì họ cảm giác như họ đã mất trắng tất cả các bạn. Và cái cảm giác mà các bạn biết một người mà bị mất tất cả thì nó sẽ như thế nào mà mọi người hiểu đúng không? Thì khi mà họ bước qua đây họ phải chăm con, họ không gửi cho ai được, hoặc là khi họ đưa con đi học theo kiểu là những cái nơi mà giữ babysit mà họ vẫn chưa có tìm được cái chỗ mà gửi con á, thì cái việc hòa nhập cuộc sống Mỹ của họ sẽ khó khăn hơn với cái người độc thân rất là nhiều. Với cái việc mà các bạn hòa nhập cuộc sống Mỹ nó khó khăn như vậy thì nó sẽ liên lụy đến cái việc là các bạn sẽ rất dễ bị trầm cảm. Và các bạn biết không, cái mình thấy được á là những cái người mà họ đi định cư Mỹ mà có cái cuộc sống hòa nhập tốt á, là ví dụ như họ qua đây họ có người quen, người thân gì đó, ông bà cha mẹ đồ á, có thể phụ giúp mình chăm con. Vấn đề là cái người phụ nữ Việt đó qua đây độc một mình, theo kiểu là chỉ có một mình cô ấy thôi và không có người nhà, người thân gì ở bên đây hết, thì cái chuyện mà khó khăn như vậy thì họ sẽ khó vượt qua hơn. Và đôi khi họ bị trầm cảm với cái kiểu là họ phải ở nhà, họ dừa trông con, họ không làm ra tiền. Và họ ví dụ họ muốn đi chợ họ cũng không đi được vì họ chưa biết chạy xe, và rất là nhiều cái việc khó khăn khác. Thì cái việc mà dẫn đến trầm cảm với người phụ nữ Việt khi mà có con nhỏ bên Mỹ này đó, nó sẽ rất dễ diễn ra. Và các bạn biết không, khi mà người phụ nữ sau khi sanh là họ đã có những cái triệu chứng trầm cảm sau sanh rồi, dù ít hay nhiều họ vẫn bị các bạn. Và nếu như các bạn mà thay đổi thêm một cái khung cảnh ở nữa và thay đổi tất cả mọi thứ thì họ cảm giác như họ đã mất tất cả mọi thứ rồi, thì họ rất dễ dẫn đến trầm cảm. Và cái việc mà họ muốn bỏ nước Mỹ đi về Việt Nam đó là rất nhiều các bạn, và trong đó có mình các bạn. Như có nhiều người họ nói là tại sao Minh lại lúc đầu Minh muốn đi về Việt Nam, tại sao bây giờ không về đi? Vì cái đó là cái nó kêu bằng cái triệu chứng bệnh các bạn, và mình đang nằm ở trong cái triệu chứng bệnh, và mình cảm giác như là mình không có được lối thoát, mình không có làm được như ý của mình muốn, và mình bị ràng buộc rất là nhiều.
cho nên á mình mới thấy khó chịu và mình muốn là bỏ tất cả mọi thứ để mình trở về cái nơi mà mình đã có tất cả mọi thứ. Đó là cái tâm lý của mỗi người các bạn. Nhưng mà khi nằm lại suy nghĩ lại, suy nghĩ lại những cái điều của mình á, thì mình sẽ thấy được á là tuy là bên đây mình vẫn chưa có gì hết, vì nó là nơi mình đã chọn sinh sống, thì mọi thứ bắt đầu từ con số 0. Thì mình chấp nhận chơi thì mình chấp nhận chịu, chấp nhận qua nước Mỹ này đánh đổi mọi thứ thì mình phải chấp nhận là đánh đổi và chịu áp lực trong thời gian đầu. Và các bạn biết không, lúc đó mình nằm lại mình suy nghĩ là mình thấy được là bao nhiêu người cầu mong muốn đi qua nước Mỹ mà không được. Nhưng mà tại sao mình lại đến nước Mỹ rồi mà mình trở về Việt Nam chỉ vì những cái điều quá nhỏ như vậy? Tại sao mình lại muốn về Việt Nam chỉ vì một cái khó khăn nhỏ trong cái cuộc sống này như vậy? Cho nên mình tự thức tỉnh mình và mình tự khuyên nhủ bản thân mình là phải cố gắng lên. Là cái này nó sẽ qua, nó sẽ có một ngày nào đó nó sẽ trôi qua và nó sẽ không có làm cho mình khó khăn như vậy nữa. Thì những cái chuyện này nó chỉ là khó khăn tạm thời và mình có thể vượt qua, hãy cố gắng lên. Khi mà cái người phụ nữ ở bên đây, mà nếu như các bạn là người phụ nữ mà có con nhỏ mà các bạn chưa đi làm được, mình đang nhấn mạnh ở đây đó là những cái người phụ nữ chưa đi làm được, khi mà có con nhỏ vẫn chưa đi làm được. Đó là cái kiểu là, chứ không, mình không nói tất cả những người phụ nữ có con nhỏ nha các bạn. Mình chỉ nói là những người có con nhỏ mà chưa đi làm được thôi. Cái điều hồi nãy mình chia sẻ với tất cả mọi người đó là cái trường hợp rất dễ xảy ra nếu như cái người phụ nữ đó không vượt qua được cái nỗi kêu bằng cái khó khăn đầu tiên của cuộc đời mình, thì nhất định họ sẽ muốn ôm con trở về Việt Nam. Đó là cái điều mà mình thấy nó rất dễ xảy ra các bạn. Nhưng mà nếu như mà họ sáng suốt họ suy nghĩ thì họ sẽ suy nghĩ lại một điều là thường là những cái người đó họ muốn trở về Việt Nam thôi. Nhưng họ có một cái điều nhắc nhở họ, luôn luôn nhắc nhở họ, đó là người đứa con của mình. Đó là mình không được như vậy, mình trở về Việt Nam là con mình nó sẽ không có tương lai, con mình nó sẽ như thế này thế kia, và họ sẽ tiếp tục cắn răng chịu đựng và ở lại bên nước Mỹ dù cho là cái khởi đầu của họ rất là khó khăn. Và cái điều kế nữa là mình sẽ kể nói cho tất cả mọi người biết, đó là cái điều khó khăn mà nó làm nên những cái lý do mà người phụ nữ Việt có thể bị stress hoặc có ý định trở về Việt Nam. Đó là các bạn biết là gì hay không? Đó là người chồng các bạn. Là cái điều này là tất yếu luôn các bạn, và nó ảnh hưởng rất nhiều so đối với cái người phụ nữ Việt mà nếu như sống ở bên Mỹ bị trầm cảm hoặc có ôm con trở về Việt Nam luôn. Đó là cái người chồng của họ góp phần rất nhiều vào cái chuyện đó các bạn. Vì lý do tại sao mình lại nói là người chồng, thứ nhất mình nói cho tất cả mọi người nghe, đó là nếu như người chồng đó không chịu chia sẻ, không chịu lắng nghe, không chịu mở lòng ra và theo kiểu là biết vợ mình mới qua Mỹ có cái cuộc sống mới, xa bạn bè, xa gia đình, xa tất cả mọi thứ, và rũ bỏ tất cả mọi thứ để làm lại từ đầu với mình, mà họ không có an ủi hoặc là tâm lý với cái người vợ của mình, thì nhất định cái chuyện mà cái người phụ nữ họ sẽ bị cảm thấy tủi thân các bạn. Tủi thân khi mà mình đi qua một cái đất nước xa lạ vậy, mình chỉ biết chồng mình thôi, mà tại sao chồng mình lại không quan tâm tới mình, thì họ cảm thấy rất là tủi thân và có cái ý nghĩ là sẽ bỏ cái nước Mỹ này trở về Việt Nam sống ở bên vòng tay ba mẹ và mình có tất cả mọi thứ, trong khi ngày xưa mình đã có rồi, bây giờ mình đã bỏ đi vì anh ấy mà anh ấy lại không quan tâm đến mình. Đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai ở người đàn ông mà làm cho cái người phụ nữ bị đau khổ và theo kiểu là muốn trở về Việt Nam nữa, đó là như vậy các bạn. Là khi mà cái người đàn ông đó họ thương con họ quá mức các bạn. Họ thương con họ quá mức đến cái mức là họ không muốn cái người phụ nữ đó làm bất cứ cái gì hết, chỉ muốn là cái người phụ nữ đó phải lo cho con họ thật đàng hoàng. Cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người đó là về cái người đàn ông á. Đó là cái người đàn ông mà họ theo kiểu là có một cái ý là quan trọng quá vấn đề, hoặc là xem con mình là tất cả, là tất cả mọi thứ, là dù cho không quan tâm đến là cái cảm nghĩ của người vợ. Thì ví dụ như cái người vợ họ muốn đi làm vì họ cảm thấy buồn chán, họ không có muốn cái cuộc sống của họ phải tẻ nhạt và ở đó theo kiểu là cứ đi ra đi vào và chỉ là nhìn bốn bức tường không, cho nên họ muốn gửi con để đi làm kiếm thêm đồng tiền.
Nhưng mà đối với người đàn ông á, họ ích kỷ, họ không muốn và họ quan trọng quá đứa con của họ, thì họ sẽ bảo là em phải ở nhà em giữ con, tại vì bây giờ em đi ra ngoài đường á, em gửi con thì không ai bằng mẹ hết. Với cái lứa tuổi của học sinh á, con nít ở bên đây á, thì 4 tuổi nó mới vô nhà trẻ các bạn, 4 tuổi, 5 tuổi nó mới vô nhà trẻ. Cho nên á, dưới 4 tuổi là các bạn phải gửi babysit, mà hoặc là những cái trường tư. Trường tư á, thì các bạn phải gửi rất là nhiều tiền. Ví dụ như á, 1 tháng các bạn phải chi cho đứa con của mình đi học là 1.000 mấy đô cho 1 tháng. Cho nên á, khi mà các bạn làm á, làm kiếm tiền để mà gửi cho con mình đi học á, là một cái điều đó rất là nhiều rồi. Ví dụ như mình là người mới qua đi, giỏi lắm mình làm 1 tháng 1.800, 1.700 là gọi là mức cao rồi đó các bạn. Mà nếu như các bạn quy ra là nếu như mình gửi con như vậy mà tiền của mình á không có đủ để gửi con, rồi á, tiền xăng, tiền xe, tất cả mọi thứ, rồi còn phải đóng thuế nữa các bạn. Cho nên có nhiều khi á, người chồng họ sẽ đặt cái người vợ vào cái vị trí đó, và cái người vợ cuối cùng họ phải bắt buộc phải chịu không đi làm và ở nhà giữ con. Như mà cái người vợ ở nhà giữ con mà nếu như người chồng có được thu nhập tốt thì mình nghĩ là cô ấy cũng sẽ rất là dễ vượt qua. Nhưng mà các bạn biết không, nếu như hai vợ chồng mà mới sống với nhau và mới định cư Mỹ thì sẽ có rất nhiều khó khăn và sẽ có rất nhiều cái khoản để chi tiêu. Đặc biệt là cái người con gái mà đã chấp nhận lấy chồng nước ngoài, là trong cái quan điểm của họ và trong đầu họ đã có một ý định là mình lấy chồng để lo cho gia đình. Cho nên cái điều mà họ phải lo cho gia đình và phải kiếm tiền để gửi về cho ba mẹ thì luôn luôn dằn vặt trong đầu của họ và họ cảm thấy rất là khó chịu. À, nếu như các bạn xè tay xin chồng á, thì bây giờ hai vợ chồng đang có một cái cuộc sống mới rất là khó khăn, phải chi tiêu rất là nhiều cái khoản mà mình còn phải chật vật với những cái đồng tiền đó nữa, mà bây giờ mình xè tay mình xin chồng á, thì mình biết chắc là anh ấy sẽ rất là khó chịu. Cho nên thường những người phụ nữ Việt của mình á, sẽ rất tế nhị về chuyện đó và sẽ không xin. Cho nên khi mà họ không xin được tiền mà bên Việt Nam ba mẹ của họ lại gặp khó khăn, đôi khi ba mẹ của họ bệnh hoạn hay là có những cái lời nói theo kiểu là thúc giục á, thì bảo đảm là cái người phụ nữ Việt họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu và sẽ có cái ý định là mình qua đây giống như đang bị cầm tù. Và nhiều khi họ bị trầm cảm các bạn, họ bị trầm cảm và họ có những cái suy nghĩ lệch lạc, hoặc họ sẽ có cái ý nghĩ là họ từ bỏ nước Mỹ, họ không ở đây nữa và họ trở về Việt Nam. Có rất là nhiều người nói với mình á là nếu như á mà đi qua nước Mỹ mà không đi làm là chỉ là do mình thôi, và đâu phải là ai có con cũng không đi làm giống như mình, hoặc là ai có con cũng khó khăn như vậy. Thì mình xin thưa với tất cả mọi người luôn, đó là mình thống kê ra được với tất cả mọi người là nếu các bạn nằm ở cái trường hợp như vậy, và nãy giờ mình nói thì mong là tất cả mọi người hiểu, đó là nếu như các bạn nằm trong cái trường hợp mà người chồng của mình là cái người là góp phần làm ảnh hưởng tới tâm lý của mình rất là nhiều, nếu như người chồng tâm lý hiểu và biết là vợ của mình qua đây tuy là vợ mình đi làm không có tiền nhiều thiệt, nhưng mà nó sẽ giúp cho vợ mình nó khuây khỏa hơn và nó sẽ không có tránh cái tình trạng là trầm cảm và suy nghĩ ở nhà, suy nghĩ bậy bạ và có thể là dẫn đến là tự giận hoặc là có cái ý định là bỏ nước Mỹ trở về Việt Nam. Đó là theo cái kiểu là nếu như người chồng mình tâm lý. Mà các bạn biết không, từ khi mình làm YouTube thì mình kết nối được rất nhiều các chị là mẹ bỉm sữa mà định cư Mỹ, thì họ cũng tâm sự và những cái điều họ tâm sự với mình nó na ná với nhau và nó có cái điểm chung là ảnh hưởng từ cái người chồng rất nhiều. Ví dụ như cái người chồng họ yêu thương người vợ quá và không muốn người vợ đi làm, hoặc là yêu thương vợ quá sợ mất vợ thì hả để cho vợ ở nhà để giống như là để cho khỏi anh nào dòm ngó tới. Đó là cái tâm lý của các anh, nhưng mà nó lại dẫn đến một cái chiều hướng xấu, nó làm cho cái người phụ nữ Việt của mình á sẽ rất khó chịu và đôi khi nó sẽ đi lệch lạc cái phương hướng và nó dẫn đến cái những cái trường hợp đáng tiếc, đưa ra những cái quyết định đáng tiếc có thể là dẫn đến ly dị hoặc là dẫn đến là những cái trường hợp là người mẹ bị trầm cảm quá nặng không thể điều trị được nữa. À, ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người về những cái khía cạnh mà mình va chạm trong cuộc sống, mà mình biết được mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người để mọi người hiểu hơn về một cái góc nhìn của cái xã hội ngày hôm nay, cũng như là một cái góc nhìn của cái cuộc sống những cô dâu Việt sống ở hải ngoại như thế nào.
Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mình những video sau. Nếu các bạn cảm thấy thích video của mình và yêu thích kênh của mình thì nhớ đừng quên đăng ký, like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nhé. Bấm luôn cái chuông để khi mà mình up video các bạn sẽ là người đầu tiên nhận thông báo. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye.